hôm nay như này đi, bốn cái con ninja 4 này và thêm 3 con ninja 6. 6 nữa. Giảm cho anh em thêm 3 triệu một xe. À 59.000 thôi, xe cực kỳ cứng. Và con này bữa nay sẽ giảm xuống cho anh em còn 369 triệu. Con này bữa là 300 bao nhiêu ta? Lật đầu mới về đến 385. Bánh lên mới kiểm tra nhớt này, nước mát này, test xe này. Đó. Test. Hello, xin chào quý anh chị và các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy cho rẻ. Hôm nay thì mình lại cập nhật cái lô mô tô full cho cửa hàng cho anh chị bạn ha. Địa chỉ là 64 Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Minh 2, Dĩ An, thành phố Giang Bình Dương ha. Thì xe hôm nay thì mình quay những cái dòng nhỏ tiền tới lớn tiền luôn. Thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có anh Phong, số hỗ trợ giới thiệu không? Mình Phong. Xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay thì mình với Việt sẽ báo full tất cả những dòng xe nhé. Trong video này thì chắc là mình sẽ báo luôn cả ô tô luôn ha. Ok, chung báo luôn. Chung luôn. Ô tô thì nó có ít. Con đầu tiên này, con Z3. Z3 này thì nó là 2018 biển Cà Mau, xe khá đẹp, xe đi được 20.000 cây. Với cái chiếc này thì sẽ để cho anh em ở cái mức giá là 60 triệu. 60 triệu. Rồi, đây MT cuối cùng cũng lên được. MT này thì về với anh em ở Cần Thơ, vẫn còn một chiếc 57 củ nữa căng. Rồi, Razor 220. GBX Razor 220cc, xe rất đẹp. Mấy con này thường là mới gì ghê gì? 2.700 cây. Chiếc này sẽ để cho anh em ở mức giá là 35 triệu. Razor này thì mình có hai cái, một con 30 và một con 35. Rồi. Rồi. Con này không, bữa nay thôi, quay lại à? Quay đầu về. Harley Davidson bản Iron 883, xe 2021 biển Sài Gòn, đồ chơi hết 450. Đấy, con này thì bữa nay sẽ để cho anh em mức giá chỉ có 258 thôi. 258. Có, bữa là 200 mấy à? Bữa 207 à? Bữa 207. Đấy, bữa nay còn 258 nha. Harley Davidson bản Iron 883. Xe như mới, đồ chơi rất nhiều. Thôi. Z1000 2015 biển Sài Gòn. Con này thì nó đi được hơn 20.000. Cái xăng. Con này thì mình đang bán là 160 triệu. 160 triệu. Z900 thì cũng còn một chiếc. Z900 này thì nó là 2019 biển Sài Gòn và nó mới chạy được hơn 20.000 thôi. Đồ chơi, đồ zin theo xe có đầy đủ cho anh em hết. Sẽ để cho anh em mức giá là 150 triệu. 150 triệu. Rồi. Z6 này, Z650. Chiếc này thì nó là 2020 biển Đồng Nai. Với cái chiếc xe này thì sẽ để cho anh em ở cái mức giá nó là 119 triệu. 59. CBR 650R, xe đăng ký lần đầu năm 2021 biển Sài Gòn. Đi 15.000 cây. Với chiếc này sẽ để cho anh em ở mức giá là 163 triệu. 163. Rồi, CB 500X. 500X thì có 2 chiếc. Màu đen này thì nó là xe 2019 biển Tây Ninh. Con này thì nó mới nó chạy được hơn 20.000 rồi. Nghi chú, nghi chú. Dạ không, khoảng 5 giờ mới con cái gì. Với cái chiếc này khoảng thì hiện tại mình đang bán ở mức giá là 129 triệu. Đi hơn 20.000, đời 2019 biển Tây Ninh. Đấy, CB 500X. Ở đây có CB 500X nữa. Có nhìn thấy nó chiều về gọi. CB 500X chiếc này thì nó là đời 2020, đi có 6.000 cây thôi. Nó mang cái biển số của Kiên Giang và đã có sẵn hồ sơ rồi.
anh em về sang tên luôn. Với chiếc này sẽ để cho anh em ở cái mức giá là 140 triệu. 140 triệu. Rồi. Còn bên này là Z650. Ninja 650. À, Ninja 650. Ninja 650 thì có 3 con, nó đều là xe 2021 hết. Con đầu tiên này đi thì có 3.700 cây thôi, biển Sài Gòn. Thì chiếc này sẽ để cho anh em mức giá là 137 triệu. 137. Tiếp tục con bên này. Chiếc bên đây thì nó là đã rút sẵn hồ sơ rồi, anh em về sang tên luôn. Xe chạy được 10.000 cây, biển số gốc là của cái anh Gia Lai. Chiếc này thì đang có giá là 126 triệu. 126. Rồi, trong này. Rồi, bên này Ninja luôn. Ninja 650. Chiếc Ninja 6 này thì nó là xe 2021 luôn, biển Sài Gòn, và chạy được 14.000 cây. Sẽ để cho anh em mức giá là 130 triệu. 130 triệu biển Sài Gòn. Ở trong này có Ninja 4. Ninja 4 thì có 4 chiếc. Chiếc đầu tiên nó là biển 43 của Đà Nẵng. Thì xe mới đi được có hơn 5.000 cây thôi. Xe 2022. Với cái chiếc Ninja 4 này thì mình sẽ để cho anh em vào cái mức giá nó là 99 triệu. 99 triệu. Tất cả những cái giá xe như này thì bên mình đều bảo hành máy cho anh em 6 tháng và đều bao rút hồ sơ cho anh em đầy đủ nhé. Ok. Có rồi, một con. Số con cửa hàng không bao rút á, thì khi mà mình quay video mình sẽ thông báo rất là rõ. Đó, anh em nhớ rõ đó, nhiều lúc này anh em bảo sao không nói gì. Có nghĩa là anh em thắc mắc cái chỗ là xe đã có zin hay không, có nghĩa là không nói gì chắc chắn là xe zin. Còn khi nào nói là ví dụ như con đã làm máy. Đúng rồi. Thì sẽ báo là máy cũng như là rút hồ sơ vậy. Không nói gì là mặc định sẽ bao rút hồ sơ hết. Ở đây là mặc định là tất cả đều là bao máy zin và bảo hành cho anh em là 6 tháng với lại bao rút hồ sơ. Có một số con đặc biệt ấy. Đúng thì rồi. Nó đã làm máy thì mình sẽ thông báo là chiếc này. Tại nhiều máy. Lúc anh em mới vào á, mình xem lần đầu. Rồi. Rồi, chiếc này thì nó là 2019 biển Sài Gòn, chạy 15.000 cây. Với chiếc Ninja 4 này sẽ để cho anh em ở mức giá là 88 triệu. 88. Hôm nay như này đi, 4 cái con Ninja 4 này và thêm 3 con Ninja 6 nữa, giảm cho anh em thêm 3 triệu một xe. À, trong clip này sẽ giảm thêm 3 triệu một xe đối với dòng Ninja 4 này và Ninja 6. Ninja 6 này nãy giờ anh em quay qua rồi thì anh em biết ha. Đấy, ví dụ như cái con cao nhất của Ninja 4 là 99 thì sẽ để cho anh em bữa nay còn lại là 96. Con này 90 thì sẽ còn 87. Okay. Con này đi 10.000. 10.000 biển Sài Gòn, 2019. Trả hết lại về lô mới. Con màu xanh đây. Màu xanh này thì nó là biển 86 Bình Thuận. Nếu mà bữa nay mà có giảm xuống cho anh em thì nó chỉ còn lại là có 83. 83. 83 triệu. Đấy. Từ 86 giảm xuống còn 83. Rồi. Ở đây thì có GZ này mới về cũng rất đẹp. Nó là biển số 93 Bình Phước 2019 này. Chiếc này thì sẽ để cho anh em một cái mức giá là 48 triệu. 48. GZ còn rất nhiều, tí nữa em sẽ giới thiệu thêm nhé. Ok. Đó. Con này beo tàu. Beo tàu mà thông thường nhiều nơi vẫn hay quảng cáo thì beo USA của Mỹ Tho ấy. Đấy. Chiếc này thì bên em bán chỉ có 2 chộp thôi, 170. Em còn một chiếc 18 triệu nữa, còn 2 chiếc. Sơn dọn lại cũng sạch sẽ. Rồi, mình sẽ quay từ phía bên này đi. Con này là Vulcan 650S này anh em. Vulcan 650S thì 2016 và chiếc này đang bán là 130. Đi có 10.000 cây. Beo 500 2019 biển Đồng Nai, chạy 47.000. Chiếc này thì sẽ để cho nhà một cái mức giá là 109 triệu. Vì Beo 500 đồ chơi khá nhiều. Còn với Beo 300 thì em còn 2 chiếc thôi. Còn 2 chiếc rẻ nhất.
một chiếc 77 triệu, nó là 2019 và chạy được là 35.000 cây. 35.000. 77 triệu. Xe rất đẹp, bọc keo nguyên con nên chạy nhiều. Nói thật với cái vỏ lốp như thế này nhé, mà mình có mà đi tour xuống tầm khoảng cỡ còn hơn chục ngàn này. Anh em nhìn đố biết. Nhìn cái lốc máy hay là bô bọng. Rất sạch sẽ lắm. Nhưng ở đây mình nói không với vấn đề tour đồng hồ, nên là ba mấy ngàn cây là vẫn ba mấy ngàn. Thậm chí là beo 500 nó chạy bốn mấy ngàn cũng kệ luôn. Xe đây có sao bán bậy nhiều nhầm. Rồi, tiếp tục con này. Con này thì chạy 15.000, biển số của cái anh Đồng Nai. Con này 79 triệu. Đấy, con này vỏ zin theo xe này, 15.000. Vỏ hơi mòn, con này ba mấy ngàn nhưng mà vỏ này là vỏ thay mới rồi. Vỏ thay mới, vẫn là vỏ zin nhưng mà vỏ thay mới. Có nghĩa là cái đát năm sản xuất này nó không có khác với cái đời xe thôi. Royal Enfield 350. Royal Enfield 350 này thì nó là biển 79 của Nha Trang 2018. Chiếc này sẽ để cho nhà mà mức giá nó chỉ có 65 thôi. 65. Rồi, giảm từ một phát 75 xuống còn 65. Nó giảm hết cỡ. Con này thì biển 61 của Bình Dương 2018, nó là Classic 500. Chiếc này thì đang giảm xuống còn có 75, không giảm chục cũ. 75 luôn. Rồi, con này. Con này thì nó là bản Classic 500 2021 ABS. Con này đang có mức giá 94, giảm 89, bữa nay giảm cho anh em 85 đi. 85 luôn. 85 luôn. Đấy. Đó. Anh em thấy không? Xả bớt để thay đổi. Thay máu. Stick 400. Stick 400 đời 93 đã có sẵn hồ sơ, anh em về thì sang tên luôn. Thì con này sẽ để cho anh em một mức giá nó là 80 triệu. 80. 80 triệu. Rồi, MT03 còn một con này. MT03 thì còn một em biển Bến Tre, và em này đi được 35.000 cây. Đang có mức giá là 57 triệu. 57 triệu. Con này Z650 à? Z4. À, Z4. Z400 biển Sài Gòn, con này thì chạy được 8.000 cây. Với cái chiếc này thì sẽ để cho anh em một mức giá là 96. 96. Còn con này Z4 67. 67. Đấy, đồ chơi, đồ zin có đủ nhá. Bộ zin còn. Con này 97. Con này đang giảm còn có 90 94. 94 thôi. Ok. Con này thì CB 500R. CB 500R xe 20 R500. CB R500 thì nó là xe 2020 biển Bến Tre. Con này thì chạy hơn 6.000 cây và sẽ để cho anh em một mức giá là 97 triệu. 97. Rồi. Con này là CB 300R. CB 300R. Ninja 4 và Ninja 6 giảm thêm mỗi xe 3 triệu. Mình sẽ quay cho anh về hai chiếc Beo 300. Rồi. Chiếc đầu tiên này là đã có sẵn hồ sơ rồi. Có sẵn hồ sơ. Xe đi được 10.000 cây và đang có mức giá là 82 triệu. 82 triệu. Ok, con bên này. Chiếc bên đây thì nó là biển số 68 và con này chạy 7.000, sẽ để cho anh em mức giá là 83. 83. Tiếp tục con bên này. Husqvarna 401 hôm nay xả hàng luôn, xả lỗ luôn, lỗ nặng nề luôn. Cặp này để cho anh em 90. À, 90 luôn. Đó, một đầu tiên là nó về 105 đúng không? Không, con này mới là cao này, con này vào về đầu. Về đầu 119. 119. Bữa nay còn 90. Đó, 90. Con này xả lỗ nặng. Lỗ nặng luôn, tính là lỗ 10 mấy chứ 2 mấy chịu à. Con này giảm đợt đầu đợt sau là 29 triệu. 29 triệu. Husqvarna 401 biển Đồng Nai đi 10.000. Còn bên đây thì biển 72 Vũng Tàu đi 13.000. Giảm xuống anh em còn 90. 90 luôn. Con này làm sao? Lỗ khủng. Trọng ơi, khách em. Đây, anh em mình báo sơ qua vài chiếc ô tô. Ok. Còn chỉ quay luôn ô tô cho anh em á. Xong thì lên trên tầng trên. Đấy. Đây, mình quay từ đây đi. Ở đây thì có Honda City bản RS năm 2022. Chiếc này chạy được là 50.000 cây, biển số của Bình Phước. Và
hiện tại chiếc này mình đang bán ở mức giá là 480 triệu. 480. Đấy, tất cả những cái mẫu ô tô như này cũng đều bao rút hồ sơ bảo hành cho anh em là 6 tháng hoặc là 10.000 km. Khi anh em mua thì có tặng thêm nhớt, nhớt là đầy đủ hết. Rồi, số ô tô 2020 số tự động. Con này thì bữa nay xe giảm xuống cho anh em còn 345 triệu. 345. Đúng rồi, 345 triệu. Cái này cũng mua trả, con này mua trả góp được không ta? Mua góp được hết. Con này toàn đời cao mua góp. Okay. Con này thì nó chạy được 39.000 cây nhá. Tất cả xe đều bao anh em check hãng hết. Ok. Đấy, bao những cái phần như cấn độn rồi máy móc là bao cho anh em toàn phần. Chiếc Mazda 3 2021 bản Deluxe. Này bản Deluxe. Bản đủ. Đẹp fake à. Chạy được 54.000, biển 92 của Quảng Nam. Con này thì sẽ để cho anh em 525 triệu. 525. 525. Rồi. Con này. Coi Scoopy à hay coi gì? Chị bấm xem mấy cái xe. Scoopy chị sang nhà bên đối diện á, nó vẫn có. Bên đối diện. Nhà đối diện. Ờ đúng rồi. Honda City 2022, con này thì siêu cọp. Đi 12.000 cây, biển ở Bình Dương. Con này thì đang có mức giá là 499 triệu. Đi có 12.000 như mới luôn. Rồi. Rồi. Trong này thì có còn gì đó ta? Mazda 3. Mazda 3 luôn à? 2015, con này đời 2015 bản hatchback. Thì chiếc này nó mới chạy có 59.000 thôi, xe cực kỳ cứng. Và con này bữa nay sẽ giảm xuống cho anh em còn 369 triệu. Con này bữa là 300 bao nhiêu ta? Lật đầu mới về đến 385. 385, bữa nay giảm xuống là còn 369 à? 69. Đó, cũng khá nhiều. Chiếc ô tô cuối cùng thì chiếc này nó là thằng Hyundai Elantra xe 2021. 2021 số sàn bản đủ, đi được 84.000. Đấy, đã rút sẵn hồ sơ rồi, anh em chỉ về sang tên thôi. Và chiếc này thì em đang bán là 419 triệu nha. Ok. 419 triệu. Rồi anh giờ mình sẽ lên lầu ha. Thôi, lên lầu. Anh em mình lên trên nha. Rồi, con này CB150 rồi. Chiếc này thì biển Tây Ninh và đang rút hồ sơ. Hiện tại thì nó đi được 10.000, xe 2020 sẽ để cho nhà là 65 triệu. 65. Còn con này. Bên đây thì chiếc này là biển 86 Bình Thuận, nó là thành phố Phan Thiết, thì anh em sang tên về đâu chỉ đóng 1% thuế thôi. Chiếc này sẽ để cho anh em một mức giá là 63 triệu. 63. Không, bên này chiếc bên đây thì nó là biển số 60 Biên Hòa Đồng Nai, thì chạy 11.000, con này thì giá 62 này. Con này bán chỉ có 32 triệu. Con nó bao nhiêu? 62 triệu. Rồi. XR này nó là xe 2020. Nó là biển số của cái anh Đồng Nai. Chiếc này sẽ để cho anh em 65 triệu. Đồ chơi nó cũng gắn khá nhiều. Con này cũng vậy. Con này thì đi có 2.000 cây thôi. cây. À, con này sẽ để cho anh em là 67 triệu. 67. Rồi MT15. Còn ba con thì có ba con 2020 hết. Con đầu tiên là biển An Giang, thì chiếc này nó chạy được là 32.000, và chiếc này sẽ để cho anh em mức giá là 43 triệu. 43. Rồi con này biển số 66 à? 66. Con này đi hơn 10.000. Với chiếc này sẽ để cho anh em ở mức giá là 46 triệu. 46. Rồi, đây con này MT15 sẵn hồ sơ rồi. Con này có sẵn hồ sơ. Hết sẵn. Con này chạy được 27.000 thì sẽ để cho anh em là 43 triệu. Vision. Vision 155 xe 2018 biển Bình Dương.
chiếc này thì chỉ có bao hợp lệ thôi, không bao rút hồ sơ nhé. Với chiếc này sẽ để cho anh em 30 triệu, 30. Xe chạy được 42.000 cây. Ok. Bentley 175. Bentley 175 cũng bao hợp lệ luôn. Nó là biển số Sài Gòn và con này thì giá nó chỉ có 18 thôi nhé. 18 triệu Bentley. Con này thì CB190F. CB190F thì nó là biển số 70 của Tây Ninh. Con này thì sẽ để cho anh em mức giá là 32 triệu nhé. 32. 32 triệu. Rồi, Rubik Razor 220. Razor này thì nó là biển số 71 của Bến Tre. Đấy, và chiếc này sẽ để cho anh em ở mức giá nó là 30 triệu. 30 triệu. Con này thì W175. Chiếc này thì đang rút hồ sơ này. Nó đi được 7.000 cây. Con này thì sẽ để cho anh em là 46 triệu. 46. Ở đây có một cặp Ligon 200. Ligon 200 này thì sẽ để cho anh em là 30 triệu một xe. Hai con này đều là biển số 85 của cái anh Đình Thuận. Con này thì IB 2018 biển Bình Dương sẽ để cho anh em ở mức giá là 30 triệu. Đấy. Còn IB này là đời 2011 này, con này đời thấp. Biển Hà Nội. Con này sẽ để cho anh em là 20 triệu. 20 triệu. Rồi. Suzuki EM 2012 biển Tây Ninh. Với chiếc này thì sẽ để cho anh em ở mức giá là 25 triệu nhé. 25 triệu. Có con IB này là không bao rút hồ sơ nhé. IB này không bao rút. Rồi. GD 110. Còn một con này. Con này thì giá 15 triệu. Với cái chiếc này thì cũng không bao rút hồ sơ luôn. Rồi, con này là có GZ. Biển 81 của Gia Lai 2019, rất đẹp. Con này giá 52, xe mới đinh. 29. Rồi, con bên này. Con bên kia thì nó là đang rút hồ sơ. Đấy, chiếc này là 28 và đang giảm xuống chỉ còn có 45 thôi. 45. 45. Rồi, con Beo Tàu. Beo Tàu này thì nó là 125 biển 43 Đà Nẵng, giá 18 triệu nhé, 18 triệu. Rồi, tiếp tục GZ150A. Con này thì biển 61 Bình Dương 2017, trước này thì không bao rút hồ sơ. Và nó cũng đã làm máy rồi nhé, đã làm máy rồi. Và giá thì nó có 35 thôi. Đấy. Rồi, bên này. Tiếp nữa là biển số 69 của Cà Mau. Thì con này nó là 28, sẽ để cho anh em là 45 triệu. 45 triệu. Rồi. Con này Avenger. Avenger dòng xe của Ấn Độ sản xuất 220cc. Với chiếc này thì biển Sài Gòn sẽ để cho anh em là 37 triệu. 37. Con này GZ150A luôn này. Chiếc này là biển 84 của Trà Vinh. Đấy thì sẽ để cho anh em ở mức giá là 39 triệu. 27. Rồi. Con này luôn. Chờ anh đi. Bảo cứ xem xe đi, chờ anh chút. Con này biển 70 của Tây Ninh. Con này 27 và sẽ để cho anh em là 42 triệu. Rồi. Con này 28. 28 biển số 67 An Giang. Với con này thì sẽ để cho anh em là 43 triệu. 43. 43. Bên này. Con này. Bentley 150 thì chiếc này giá nó chỉ có 12 thôi. 12. Rồi. Còn chiếc này. Con này thì Husky 125 biển số 66 của Đồng Tháp. Với chiếc này thì sẽ để cho anh em là 20 triệu và 50. Không bao rút hồ sơ nhé. Okay. Còn bên này. Chiếc xe tàu này thì nó là dòng Win độ cà phê. Con này thì giá nó có 11. 11. Chiếc này thì cũng không bao rút hồ sơ này. Rồi. Còn Bentley này cũng không bao rút luôn nhé. Con 12 triệu này không bao rút đâu. F GDX F 2020 biển Bến Tre. Thì chiếc này nó chạy được là 36.000 cây, sẽ để cho anh em một mức giá là 27 triệu. Okay. Dòng F này mình có cả xe cũ và xe mới ha. Mới thì là 30 38 8 à? Con này thì nó là Beo 125. Thì chiếc này giá nó là 10 triệu. Rẻ nhất cửa hàng. Rồi, Bandit. Bandit biển số 67 An Giang thì
Con này đi được 27.000 cây. 27.000 cây thì chiếc này sẽ để cho anh em ở mức giá là 31 triệu. 31. Con S bên này. Bản S biển 38 của Hà Tĩnh, con này đi 17.000 cây. Rồi chiếc này thì sẽ để cho anh em là 26. 26. Con một đó cho bán. Con này chưa bán. Rồi. Con này biển 68 của Kiên Giang. Đi có 2.000 cây thôi, sẽ để cho anh em là 31 triệu. Ok. Rồi, anh em mình lên trên nhé. Cái này thì có xe mới này. Ở trên khu này thì hôm qua mình cũng báo rất chi tiết nên giờ này mình sẽ báo lại nhé. Báo lướt sơ qua một chút. Với cái bản GXR xe chưa qua sử dụng, xe mới này thì mình đang bán là 44 triệu bao VAT. 44 bao VAT. Dòng này là mua đã góp có 3 triệu là mua được nha anh em. Trả 3 triệu là góp được rồi. Ok. Bản S này. Bản S thì sẽ để cho anh em là 38 triệu. 38 bao VAT. Bản ít thì chỉ còn một con thôi. Đấy, bản ít còn một con mới này còn giá một... là 44 triệu nhé. 44. Rồi. R15V3 thì từ 33 cho đến 47 còn rất nhiều anh em nhé. Đó, còn xe mới xe của R15V3 là 56 nha anh em, còn hai con ha. Rồi. CVR300 chiếc này đã làm máy và sẽ để cho anh em mức giá là 40 triệu. 40. Biển 68 Kiên Giang. Tiếp tục CVR Thái. CVR Thái 300 nữa, chiếc này sẽ để cho anh em 50, con này thì máy gì. Rồi, Corvette Demon 200 bản GR. Demon 200 có 2 chiếc, biển 47 Đắk Lắk đi hơn 20 ngàn. Sẽ để cho anh em là 40 triệu. 40. Còn con bên đây thì nó là biển số 66 Đồng Tháp, chạy 8.000 cây thôi. Con này sẽ để cho anh em là 45. 45. Rồi. Rồi. Với SU GX R mà xe đã qua sử dụng thì giá từ 24 cho đến là 32 triệu. Nhỉ? 24 cho tao 32 ha. Còn có gì mình để cái link mà của video hôm qua ở dưới phần bình luận á, anh em bấm vào đó mình xem nha. Rồi. Với cái CBR mẫu này, mẫu 2022 này thì đang có giá dao động từ 43 đến 53. 43 đến 53 đủ đúng. Màu luôn ha. Đúng rồi, đủ màu. Rồi, với cái mẫu CBR đời 2018 hay 19 này thì đang có giá dao động từ 30 đến 36. 30 tới 36 nha. Màu trắng ABS, đỏ ABS, đỏ đen rồi là màu đẹp son. Đẹp son. Ừ này. Rồi 15V2. V2 này sẽ để cho anh em một mức giá là 25 triệu. 25. Xe đã có sẵn hồ sơ nha, đời 2016. Đấy thì trong cái video này anh em ưng ý chiếc nào cần tư vấn thêm, anh em có thể alo trực tiếp qua cho mình qua số điện thoại là 092770 và 448. Địa chỉ 64 Nguyễn Tri Phương, Dĩ An, Bình Dương. Rồi, rất cảm ơn anh em nha.